Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có sửa chữa một cái bóng đèn bị hiện tượng đó là nhấp nháy liên tục do ở cái công tắc bị tiếp điện kém. Hiện tượng cụ thể của cái bóng đèn là như vậy. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo chiếc công tắc điện này ra để mình sửa chữa, rất là đơn giản. Và mình quay lại video mình chia sẻ cho mọi người cùng xem để tham khảo. Nếu như bạn nào không muốn sửa chữa thì mua một cái công tắc mới cùng loài về để thay vào là được. Ở bên trong cái công tắc này có một cặp tiếp điểm, do sử dụng lâu ngày hồ quang bị phóng điện cho nên làm tiếp điểm tiếp xúc kém. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tháo tung chiếc công tắc điện này ra. Xin mời mọi người cùng tập trung chú ý quan sát cách thức mình thực hiện. Như các bạn đã thấy ở đây thì ở cái tiếp điểm này đã bị mô ve, bị bám dính nhiều mùi than. Do quá trình bật tắt hồ quang sinh ra làm cho cặp tiếp điểm này bị kém, bị hư hỏng. Nguyên nhân thì rất là đơn giản, chỉ có như vậy thôi. Bây giờ chúng ta dùng loại giấy giáp mịn, chúng ta vệ sinh làm sạch cái tiếp điểm này. Đồng thời ở trong cái công tắc này còn có thêm hai cái khối đồng, vừa là tiếp điểm cùng vừa là điểm để chúng ta đấu dây. Chúng ta mở hai con vít này ra là chúng ta dễ dàng tháo được hai cái khối đồng đó ra. Chúng ta vệ sinh làm sạch ở bên phía tiếp điểm. Xin mời mọi người cùng theo dõi video để xem thành quả cuối cùng sẽ như thế nào. Sau khi tháo chiếc công tắc này ra để vệ sinh, sau đó lắp đặt lại hoàn chỉnh. Bây giờ mình sẽ lắp chiếc công tắc này về trở lại vị trí giống như ban đầu và mình sẽ đóng điện cho các bạn cùng xem thành quả cuối cùng sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ bật công tắc điện lên cho các bạn cùng xem. Và như vậy là chiếc bóng đèn đã trở lại sáng ổn định, bình thường. Như vậy, ở đây là chiếc bóng đèn bị nhấp nháy là do công tắc điện bị tiếp xúc kém. Nếu như bạn nào không muốn sửa chữa thì các bạn mua một cái công tắc điện mới cùng loại về để các bạn thay vào là được. Còn nếu như bạn nào thích tìm tòi, muốn tự sửa chữa lấy thì các bạn tháo ra để sửa chữa cùng rất là đơn giản. Video này của mình đến đây là kết thúc. Rất vui được gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.